Động thái trái ngược của Tổng thống Biden và ông Trump trước cuộc tranh luận. Vừa rồi là những thông tin sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump đang có những động thái chuẩn bị khác nhau trước thềm cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ. Tờ Guardian ngày 23 tháng 6 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đang có những động thái trái ngược trước cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên sau 4 năm. Trong khi ông Biden tập dượt kỹ càng, thì ông Trump lại tỏ ra thoải mái và tập trung hơn vào việc vận động tranh cử. Trong những ngày gần đây, Tổng thống Biden đã có những cuộc thảo luận quan trọng với đội ngũ của mình tại trại David, đồng thời thực hiện nhiều cuộc tranh luận giả định. Công việc của tôi là dự đoán và mô phỏng sát nhất những gì mà đối thủ của Tổng thống Biden định nói trong cuộc tranh luận, ông Bob Bauer, luật sư cá nhân của ông Biden cho biết. Đội ngũ của đương kim Tổng thống được cho là sẽ tập trung vào việc ông Trump bị tòa án New York kết tội lập luận rằng vấn đề này sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh và vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng Tổng thống Biden sẽ làm tốt như những cuộc tranh luận trước đó. Ông ấy rất háo hức được chia sẻ quan điểm của mình với toàn bộ người dân Mỹ. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng cuộc đua tới Nhà Trắng sắp tới sẽ rất xít sao, ông Mitt Landrieu, đại diện chiến dịch tranh cử của ông Biden nói. Ở chiều ngược lại, ông Trump lại không tham gia các cuộc tranh luận giả định. Thay vào đó, cựu Tổng thống Mỹ tập trung hơn vào các sự kiện vận động tranh cử. Mới đây, ông Trump đã xuất hiện ở Philadelphia để nói về vấn đề nhập cư và lạm phát. Ông Trump không muốn tập dượt như một vở kịch. Ông ấy muốn khởi động trước cuộc tranh luận bằng cách truyền đi những thông điệp có hiệu quả, nghị sĩ Cộng hòa J.D. nói với The Hill. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Biden và ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tại thành phố Atlanta do đài CNN điều phối. Sau sự kiện ở Atlanta, ông Biden và ông Trump sẽ tiến hành cuộc tranh luận thứ hai vào ngày 10 tháng 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ thì Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.